chào tất cả anh em nhá. Hôm nay em lên thì các bác một em họa mi đuôi xòe các bác nhá. Đấy, anh em thấy đuôi xòe đẹp không? Đang đấu chim nhé. Con này xòe rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó, chim thuần khoảng 90% rồi. Bộ to đẹp các bác nhá. Đuôi xòe mỹ mãn luôn anh em ơi. Có lúc xòe đếm nan luôn anh em ơi. Ấy. Như này vẫn chưa to hết bản của nó đâu các bác nhá. Con chim này. Đuôi to chưa anh em? Nếu như có mái mà ép hai mái hoặc là ví dụ như là ép một vài con trống nữa, anh em nói thật với anh em luôn là con chim rất xòe, rất là to luôn coi nhá. Nhưng mà em thì cho đấu này thôi, cho đấu đơn giản nhẹ nhàng này thôi anh em ạ. Anh em nhìn bản đuôi là anh em đủ biết là con chim VIP hay không VIP đúng không các bác? Thật sự với anh em luôn là vậy đây. Ví dụ lên giản ấy, nó có nhiều chim đấu ấy, nó ganh nhau ấy, thì nó rất là VIP anh em ạ. Ở đây anh em nhìn nhé, con chim rất là từ tốn luôn, nhẹ nhàng anh em nhé. Gần như nó cứ mở mỏ là đuôi nó to anh em nhé. Thank you.
con này đuôi đẹp thật sự anh em ạ. Anh em nào bộ kit em họa mi này thì alo cho em nhé. Chim rất là ok luôn. Quay đầu mặt cho anh em xem này. Mắt xanh các bác nhá. Đấy. Chân đây anh em ơi. Đuôi vẫn còn nhá. Ngoài đuôi mất đâu anh em nhá. Đuôi vẫn còn. Con này rất là ok luôn đây anh em ạ.